Ok, chúng ta sang tiếp bài số 9 nhé. Nó đọc cùng với cô nào. Sa hủ. 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 Thú sư quản. Thú sư quản. Thú sư quản. Thú sư quản. Nheo. 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 Khoan. 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 Xiao jie. Xiao jie. Xiao jie. Xiao jie. Ling ye yuan. Ling ye yuan. Ling ye yuan. Ling ye yuan. Ren min bi. Ren min bi. Ren min bi. Ren min bi. Ren min. Ren min. Ren min. Ren min. Bai. 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 Qian. 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 Wan. 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 Mei yuan. Mei yuan. Mei yuan. Mei yuan. Gang bi. Gang bi. Gang bi. Gang bi. Ri yuan. Ri yuan. Ri yuan. Ri yuan. Ou yuan. Ou yuan. Deng. 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 Yi hui. Yi hui. Xian sheng. Xian sheng. Shu. Shu. No, xin mời Lung. Xiao wu. Cha wu. Du shu guan. Niao. Quan. Xiao jie. Ying ye yuan. Ren min bi. Ren min. Bai. Jian. Quan. Mei yuan. Gang bi. Ri yuan. Ou yuan. Deng. Yi hui. Xian sheng. Shu. Do dai. Sha wu. Sha wu. Du du shu. Shu. Guan. Guan. Niao. Quan. 小姐，小姐，那么小姐的，一亿元，零零亿元，零零亿，人民币，百万，千升，万，美元，那老师也就你当时好几倍，就每个一点，那边才会很好的，什么人问？等，等，一会，先生，先生，先生。 先生，嗯，书书，哎，这个点，啊，你写的挺好，啊，你啊，是的，三五，三五，图书馆，图书馆，图书馆，幺，关，小姐，小姐，小姐，嗯，营业员，营业员。 人民币，人民币，人民币，宽，千，千，宽，万，万，美元，美元，等，等，一位，先生，先生，先生，数，好，下午，下午。 三五，图书馆，图书馆，幺，关，小姐，小姐，小姐，林瑞元，人民币，人民币，百，千，千，万，美元，等，银辉，先生。 数，然后调，三五，三五，图书馆，幺幺三，小姐，小姐，营业员，营业员，人民币，人民币，人民币，百，千，千，万，美元。 一位，先生，先生，啊，下午，下午，读书，读书馆，幺，关，小姐，小姐，营业员，营业员，人民币，人民币，人民币，百。 千千千，万，美元，等，一会，先生，数，哎，对，OK，三五，那好，这个，嗯，嗯。
học từ rồi. Sáng sớm là gì nhỉ? Chào sáng, chiều. Chiều là xa ủ tối. Quảng sáng, sáng muộn. Sáng ngủ trưa. Chung ngủ đúng không? Chung ngủ ngon. Quảng trưa, ok. Chúng ta sang từ thứ hai luôn. Đó là từ thú su quảng. Thú su quảng là cái gì nhỉ? Thư viện đúng không? Thú này. Một, hai, ba. Bên trong này. Một, hai, ba. Thú. Thú này có nghĩa là bức tranh. À, bức tranh. Su là gì nhỉ? Su là sách thì ta học rồi đúng không? Sách thì ta vẽ như kiểu cái bậc hai tầng ấy. À, thú su. Chứ quảng. Quảng là một cái địa điểm nào đấy. Cái hội quán ở đấy đúng không? Tức là cái nơi làm sao nhỉ? Nơi để đựng tranh và đựng sách. Vậy gọi là thú su quảng. Nơi đựng tranh đựng sách hay chỉ là thư viện thú su quảng. Đọc sách là gì? Tú su. À, tham su nhá. Đọc sách. Tham là xem là nhìn đấy, phải chưa? Tham su. Tham su, đọc sách. Tham su, đọc sách. Như là nào nói là tôi đi ngân hàng đổi tiền sẽ nói là gì? Của truy yến hàng khoan chén chưa? Là gì nhỉ tiền? Ta chơi nghe nói lại. Tôi đi ngân hàng đổi tiền. Của truy yến hàng khoan khoan chén. À là. Của truy yến hàng khoan chén. Đó là yến hàng. À, phải chưa? Của chuyên hàng khoan chén đổi tiền đúng không? Thế ví dụ cái điện thoại cũ rồi thì muốn đổi điện thoại thì nó là gì? Khoan sầu gì? Sầu chi đúng không? Quần áo là gì nhỉ? Y phục đúng không? Ta có từ khoan y phục. Y
你觉得这感觉自己太不了呀？换衣服是裸不了。换衣服，这个裸不了这个从哪里来？妈的，妈给我看呗，对吧？你过来，换衣服太不了。Chửi đó
nhìn cũng phải gượng gượng một tí nào, thì người ta mới gọi mấy nủy đúng không, cũng là không xấu nhưng mà gọi là cũng được à, nhá. Thì người ta có thể gọi là mấy nủy, chúng ta có thể dịch thành, cũng vẫn có thể dịch thành gì ạ, em ơi, được chưa ạ, em ơi hoặc là chị ơi, tùy mấy nủy đấy. Mấy nủy nhớ nhá, cái từ chéo chỉa này là thì bây giờ người ta rất hay 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 đại loại là dùng trong với ý là hàm ý là ngó két đấy, nhưng mình chỉ giải thích như thế thôi, hàm ý là ngó két, được chưa. Nên là người ta hạn chế dùng cái từ này, người ta hay thay thế bằng cái từ mấy nủy để gọi các bạn, được chưa. Đó. Ví dụ hoặc là cô gặp cái ánh ở đường đúng không, cô chào cái ánh, cô không biết tên cái ánh là gì, cô sẽ gọi là gì à, mấy nhỉ nhỉ hả, à, thế thôi nhá, chào em, được chưa, chào em, là kiểu là như vậy. Thế còn đối lập với mấy nhỉ sẽ là gì, là gì, xoay cưa à, đấy, ví dụ nhìn thấy thằng Tiến đúng không, đi ở đường đúng không, xoay cưa nhỉ hả. Nhưng mà đừng gọi người ta xoay cưa thì trông nó cũng phải xoay xoay một tí đúng không ạ, à, cũng lại ông mồm bỏng răng hô cũng ra xoay cưa đúng không, xoay ca đấy, được chưa, người xấu thì chào thế nào, thảo thôi à, thôi nhẹ thôi đúng không, chứ gọi thêm mấy vị xoay cưa mà đúng không, đấy, cứ chào nhẹ thôi, được chưa, không mấy vị mới xoay cưa thì nữa. Chị cứ chồng mình chào thì điểm gì nữa, chào mình xoay ca làm gì, mấy vị hoặc xoay cưa. Là phun xoa cưa. Thế còn những trường hợp trang trọng người ta vẫn có thể dùng từ xéo chỉa bình thường, nhưng mà đa phần bây giờ người ta dùng với cái hàm ý thứ hai rồi, được chưa? Dần dần người ta dùng cái hàm ý thứ hai. Ví dụ nói là gì, sếp bảo là gì, à, hôm nay thì khó chịu quá, thì đi tìm cái xéo chỉa gì đấy đúng không? Thế mới phải hiểu ý nhá. Hiểu ý. Cái gì? Để con gái phải học chứ. Sao lại con gái phải học? Thế nhớ sau này đi làm phiên dịch cho sếp đúng không? Sếp bảo là đi tìm hộ cho mấy cô cháu chỉ ở, không biết đâu mà đi tìm nhá. Phiên dịch bây giờ các sếp có nhu cầu là vẫn phải tìm hộ đấy, không phải đơn giản đâu ạ. Được chưa? Rồi, chúng ta làm lại nhá. Cháu chỉ ạ. Xéo chỉa, đoạn xéo chỉa, đoạn xéo chỉa, mấy nhỉ, mấy nhỉ, xoay cưa, xoay cưa, à, thấy chưa? Thế thì đối lập với từ xéo chỉa ngày xưa là từ tiểu thư đúng không? Chúng ta có cái từ này là từ sen sơn, sen sơn chính là từ số bao nhiêu đây? Mấy hai, à, sen sơn, sen sơn nếu như thời ngày xưa chúng ta sẽ thành cái gì? À, tiên sinh đấy, à, học tiên sinh đúng không? Sen sơn. Ngày xưa thì nó dịch thành tiên sinh thôi, bây giờ thì nó dịch thành cái gì, ông gì đó đúng không ạ, à, ông gì đó nhá. Cái thời bây giờ thì nó không dịch thành tiên sinh nữa, được chưa. Nhưng mà bên Đài Loan thì từ này là chồng. Ừ, nó có tùy từng trường hợp, à, tùy từng trường hợp, ví dụ như trong cái bối cảnh đấy, trong cái ngữ cảnh đấy đúng không, à, giới thiệu là ví dụ chưa xu ở đại sen sông à, thì hiểu đấy là chồng của tôi. Nên nó không dùng từ lão. Có, tùy từng người, thực ra nó là do thói quen của từng người thôi mà. Giống như Việt Nam mình cũng thế đúng không? Tự đi đâu giới thiệu đây là nhà em, nhưng thực ra giới thiệu đây là chồng em đúng không? Nhưng giới thiệu đây là chồng tôi, đấy là do cái thói quen người ta sử dụng thôi, hiểu chưa? Do thói quen người ta sử dụng thôi nhá. Đây là nhà em, chả biết đây là cái nhà em hay là chồng em đúng không? Rồi, xem xong sẽ dịch thành ông gì đó đúng không? Hoặc là dự biên tiếng Anh thì nó chính là cái gì đấy? Mister gì gì đấy đấy, các bạn nó gọi rất là lịch sự, rất là lịch sự. Ví dụ như học là họ gì nhỉ? À, họ Nguyễn đúng không? Nó sẽ gọi là Doãn Xuyên Sơn đúng không? Doãn Xuyên Sơn Mỹ Hảo. Hoặc là gì? Nhắn Xuyên Sơn Mỹ Hảo đúng không? Nhắn Xuyên Sơn. Được chưa? Rất là lịch sự. Thôi mấy thằng này trẻ tay này nó không gọi Xuyên Sơn đâu. Nó chỉ gọi là gì? Cùng nó là đến xoay cưa thôi đúng không? Xoay cưa thôi. Rồi, học lại nào. Xuyên Sơn. Xuyên Sơn. Xoay cưa. Xoay cưa. Mấy nữ. Mấy nữ. Xéo chỉa. Xéo chỉa, đoạn xéo chỉa, đoạn xéo chỉa, khoan y phục, khoan y phục, khoan sổ chi, khoan sổ chi, khoan chén, khoan chén, khoan, khoan, khan su, khan su, thú su quản, thú su quản, chưa nhá, thì ở tiến học lại nào, thú su quản, khan su, khoan, khoan chén, khoan sổ chi, khoan y phục, xéo chi, xéo chỉa, xéo chỉa. Đoạn xéo chỉa, mấy nỉ, xoay cưa, xem sân. Rồi, ok, học. Khoan ý phu, xéo chỉa, khoan sổ chi, khoan chén, khoan, khoan su, thú su tổ quản. Đoạn xéo chỉa,
mấy người xoay cưa xem sâm nào xem sâm xoay cưa mấy người xéo chỉ à xéo chỉ à đoạn xéo chỉ à quan y phụ quan sổ sổ chi quan chén quan khăn sổ khăn su khăn su phú su quả đâu chị Thảo phú su quả khăn su quan chén quan sổ chi quan y phụ xéo chỉ à xéo chỉ à mấy vị xoay xoay cưa xem sân xem sân à được chưa xem sân nhá rồi ok tiếp theo là chúng ta xem từ ô cái từ ý nhê về thứ sáu này các bạn cũng không dùng đến bao giờ mấy đâu bỏ đi có gì đâu cái từ gì mà chúng ta có thể dùng được thì chúng ta học ý nhê về chắc chắn rồi đâu tiếp theo chúng ta sang từ gì đây ạ dấn mín ti đi được rồi cũng vậy dấn này dấn là người đúng không NZT nhé, NZT là viết tắt của nhân dân tệ nhé. Xong rồi về sau lại không biết NZT là cái gì. Dân mình pi, nhân dân tệ. Thế thì Việt Nam đồng là gì ạ? Việt Nam tuân. À, Việt Nam tuân. Việt Nam tuân đấy hả? Định vào Việt Nam đồng đấy hả? Việt Nam tuân. Duy tuân cũng được Duy đàn tuân và Duy tuân và NG Việt Nam đồng đúng không? Chúng ta chỉ học ba loại tiền tệ thôi và đô la Mỹ nước Mỹ là gì nhỉ? Nước Mỹ là mẩy đúng không? À thế thì tiền đô người ta sẽ gọi là mẩy vẹn mẩy vẹn đô la Mỹ uống cái thuốc mà xong giờ bắt đầu cái kiểu nó bắt đầu thuốc mà nó có tác dụng nó vặt đấy rồi đọc lại là dấn mỹ phi dấn mỹ phi duy nam tuân duy nam tuân mẩy ghẹn mẩy ghẹn lại là dấn mỹ phi hả dấn mỹ phi duy nam tuân duy nam tuân duy nam tuân mẩy ghẹn mẩy ghẹn duy nam tuân nào nói là tôi đi ngân hàng đổi nhân dân tệ khoan dân mỹ pi à chưa nói tôi đi ngân hàng đổi Việt Nam đồng của chi tháng dân khoan duy nam tuân à ánh tôi đi ngân hàng đổi đô của chi tháng khoan mỹ yuan à thấy chưa tiến tôi đi ngân hàng đổi nhân dân tệ của chi in hàng khoan dân mình đi à chưa khoan dân mình đi nhá rồi đấy là ba loại tiền tệ cái từ số 8 chúng ta sẽ học về chủ đề ngày sau chúng ta học tiếp từ số 10 đã tổng thế thì chúng ta học số chúng ta sẽ học từ số 8 xong 10 tổng này đầu tiên mình vẽ lên hai chữ K đúng không sau đó này mình vẽ một số anh nhân ngang một số ở dưới là một tổng có nghĩa là đợi tổng đợi đợi tôi chúng ta sẽ nói là gì đợi tớ ngủ đợi tôi mới vẫn là tớ ngủ thôi lại đau khổ đi tìm từ mới tớ ngủ đến đợi tôi một lát sẽ có từ gì? Tớ ngủ một xíu. À, đã có hai cách. Tớ
tổng. Tấn tổng thì là vân vân nhá. Tấn tổng là vân vân. Tấn của ý xa hoặc là tấn của ý quay đều có nghĩa là đợi tôi một lát. Tiếng Anh thì có ai với yêu hết nữa, tiếng Trung thì có của với nỉ thôi. Tùy trường hợp các bạn dịch. Sủ này có nghĩa là đếm. Sủ này là đếm. Hình dung ra câu
chuyện gì đấy? Ở đây có phụ nữ thì dường như là cô Tấm đúng không? Bị mẹ phát cho cái đấu đúng không? Ngồi đến mắt điểm ngạo. Bây giờ chúng ta đếm nữa. Đếm xong đi thì mới được đi chạy hội đấy. Sủ đếm. Đếm tiền là gì? Sủ chén. Sủ chén. Chị Hoa sủ chén mà. Chị Hoa. Chị Hoa là tưởng thích thì thích tiêu, thích đếm thì làm gì? Đếm được thằng khác thì đếm làm gì? Sủ chén. Đếm tiền. Rồi chúng ta học lại nào. Sủ. 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 Sủ chén. Sủ chén. Sủ chén. Sủ chén. Tấn của ý quay. Tấn của ý quay. Tấn của ý xa. Tấn của ý xa. Tấn của. Tấn của. Tấn. Tấn. Mày ghen. Mày ghen. Duyên nắn tuân. Duyên nắn tuân. Dân mỹ bi. Dân mỹ bi. Làm nắn. Dân mỹ bi. Duyên nắn tuân. Mày ghen. Tấn. Tấn của. Tấn của ý xa. Của tấn nỉ hẳn chiều lơm. À đây có bao nhiêu đây? Tất cả đều là thành ba hết đúng không? Của tấn nỉ hẳn chiều lơm. Nào, thế thì đối với những trường hợp mà chúng ta có nhiều thành ba liên tiếp như này thì chúng ta sẽ phải làm nào để đọc cho chính xác đấy? Chúng ta sẽ nhóm vào, nhóm từng đôi một. Nhưng nhóm chúng ta sẽ nhóm ngược từ dưới lên nhá. Chúng ta sẽ nhóm ngược từ dưới lên. Hai thằng này là một đúng không ạ? Hai thằng này là một, đó thằng này là một được chưa? Thế thì cứ hai thằng đi liền nhau thì thằng đầu tiên sẽ biến thành thanh ba đúng không? À thanh hai đúng không? Thế như vậy thằng này vẫn giữ nguyên là thanh ba này, thằng này thanh hai này, thằng này thanh ba này, thằng này thanh hai này, thằng này thanh ba được chưa? Thế đọc là của này, sau đó tấn mỉ này, hấn chiểu lơ được chưa? Nhớ nhá, chúng ta cứ nhóm vào, nhóm vào như chúng ta nhóm thì phải nhóm theo quy tắc là gì ạ? Từ dưới lên được chưa? Nhá. Rồi đọc lại nào, của tấn mỉ hấn chiểu lơ. Của tấn nghị hơn chiều lắm. À, chưa? Sủ. 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 Sủ chén. Sủ chén. Sủ chén. Sủ chén. Nhìn này như kiểu dạy âm nhạc. Chị Thảo nhá. Chị Thảo nhá. Chín đâu? 77 79 à?
chiều. Đúng rồi, 65. Yêu sứ ủ. 43. Sư sứ san. 97. Chiều sứ chi. À, chưa, phải chưa? Ok. Như vậy là từ 1 cho đến 99 chúng ta làm được rồi, đúng không? Cái dưới là 1 còn có phần nào nữa? Không, à, không nữa. Không, nói chung là bản lý. Một thì dễ đến không thì chả hiểu ra cái này lính là không chỉ là lính. Lính không.